Dạ, Nông Cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các em, quý vị, các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tư Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì em lên cho các bác một lô máy cắt cỏ các bác nhé. Đấy. Một lô máy cắt cỏ cho các bác nào phù hợp về cắt gia đình cũng như là xài trải nghiệm các bác nhé. Đó, một con lô tổng cộng là 5 máy cắt cỏ. Đó. Bao gồm những hàng như Echo Curit này. Đó. TL23 này. Đấy, những hoặc là dòng Zinmat. Đó, Zinmat máy cực kỳ đẹp các bác nhá. Và Ryobi. Ryobi nòng 34 các bác nhá. Máy móc thì toàn là những hàng đẹp thôi. Đó. Em quay một vòng cho các bác xem qua. Tất cả đều rim nguyên bản các bác nhé. Đấy. Máy móc thì siêu siêu đẹp luôn. Toàn những hàng tuyển hàng lựa thôi. Và đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác những sản phẩm sau đây. Là một tip mở buji này. Một tô vít chỉnh này. Một cây lam này. Đấy. Một dây đeo. Và một ổ phát cước các bác nhé. Một bộ phụ kiện này thì lên tới 100 ngàn thôi rồi. Đó. Hôm nay thì em lên lô B cho các bác. Lô gồm B1 này. B2, B3, B4 và B5. Đó. Có ký hiệu ở đây rồi. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ cho em. Ví dụ là chốt cho anh con B1, B2 hoặc là con B3, B4, B5. Các anh ưng ý con nào thì có thể báo cho em con B nào thì là em biết ngay con đó. Đó, và em có đề giá tuột đây rồi các bác nhá, đề giá công khai luôn. Đấy. Các bác nào ưng ý con nào thì rồi thì vừa nãy thì em mắc chút việc bận, bây giờ em thì sẽ quay lại chủ đề chính các bác nhá. Đó, và hiện tại thì toàn bộ lô này của em, bây giờ thì em sẽ review nhanh qua đi nha, để cho các bác nào đỡ phải chờ đợi, ưng ý để đỡ làm mất thời gian của các bác. Thì con đầu tiên là một con Echo 230 các bác nhá. Đó, một con Echo 230 này. Máy móc đẹp luôn nhá, tình trạng đẹp leng keng này. Máy móc ri nguyên bản các bác nhá. Đó. Con này thì xài tay ga đẩy. Các bác nào không ưng ý con tay ga này thì em sẽ lên tay ga bóp cho các bác để cho các bác tiện xài, tại vì dòng máy ri thì em sẽ để ri nguyên bản luôn. Đấy, tem mác còn chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, mác chuẩn chỉ luôn. Con A1 này giá 1,6 triệu này. Đấy. Qua con A2 là một con cũng dòng Echo Curit. Các bác nhá, con này Echo Curit 200 này. Giá cũng 1,6 triệu nhưng mà con này thì có chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Chụp giật trợ lực giật cực kỳ nhẹ nhàng và dễ nổ luôn. Giật chỉ cần nhẹ cái, kéo nhẹ cái là nó nổ luôn rồi. Đấy, giá cũng chỉ 1,6 triệu. Đấy, siêu siêu rẻ. Giá đã bao gồm phí ship rồi các bác nhá. Bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Đó, tiền phí ship thì gần 100 ngàn rồi với tặng kèm phụ kiện, bộ phụ kiện 100 ngàn nữa. Tính ra thì con này chỉ còn 1,4 triệu thôi đúng không ạ? Máy móc quá rẻ. Dòng Nhật nội địa bao ri 100%. Máy chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Có con A2 là một con TL33. Các bác nhé, con TL33 này. Máy móc tình trạng đẹp. Đó. Máy móc quá chuẩn chỉ luôn này. Đó. Đầu bò đầu biếc ri nguyên bản các bác nhé. Tem mác thì chuyển luôn. Con này thì giá 2 triệu đồng. Đó. Giá 2 triệu đồng và được tặng kèm phụ kiện, bao phí ship luôn các bác nhá. Và một con và một con Yamaha này. Con này thì dòng Nhật nội địa. Hãng này thì nói chung là cũng ít người biết đến, nhưng mà máy móc thì cực kỳ nổ ngon lành luôn các bác nhá. Xài chế 2 kim. Đó, con này thì nổ sướng cực kỳ. Mà máy bốc cũ này cũng chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Giá 1,9 triệu. Nòng 34 ly. Đó. Và con và con cuối cùng là một con Ryobi. Đó, con Ryobi. Ryobi con này thì 26cc các bác nhá. Đó. Nòng 34 ly giá 1,7 triệu. Đó. Ryobi trên thị trường thì hiện tại thì nó có hai loại, một loại là 23cc và một loại 26cc các bác nhá. Máy móc thì giống y hệt nhau luôn.
nhưng mà một loại là 23cc. Đó, có con này là 26cc thì giá là 1.700.000, còn trên thị trường thì 23cc thì giá nó rơi dao động khoảng tầm 1.300.000 đến 1.400.000 các bác nhé. Các bác tham khảo kỹ càng, không lại bảo là em làm bán mắc hơn so với giá thị trường các bác nhé. Con này thì là máy lớn hơn này. Đó. Máy móc rin nguyên bản, xài chế như chế bình xăng, chế máy cưa luôn các bác nhé. Đó. Ngon lành luôn, máy móc một lô 5 cây. Em dọn nổ ngon lành, đẹp như hoa hậu luôn các bác nhé. Đấy. Máy móc đẹp leng keng luôn, con nào cũng đẹp. Đó, mẫu mã thì chuẩn chỉ. Quá là ok là luôn các bác nhá. Rồi bây giờ thì ngoài trời thì đang có lác đác vài hạt mưa rồi. Đó, nhưng mà em vẫn nhiệt tình thì quay video cho các bác xem qua. Rồi thì bây giờ thì em sẽ test nổ cũng như là review chi tiết từng cây một để cho các bác tham khảo qua các bác nhá. Dạ rồi, thì con đầu tiên là con B1 các bác nhá. Dòng Echo Kill Rit này, con này là 230 các bác nhá. Công suất thì 32cc. À 23cc chứ. Đó, con này thì nòng của nó là 32 ly thôi. Nhưng mà máy móc đẹp nhá, phù hợp với cho các bác nào xây gia đình cũng như là trải nghiệm. Các bác nào về cắt vườn với cắt tiếc. Đó, máy móc cực kỳ rẻ mà xài đảm bảo luôn các bác nhá. Hãng Echo có lẽ là quá là nổi tiếng rồi. Con này thì Echo Kill Rit xài cực kỳ, ai mà xài dòng Nhật nhiều thì có lẽ là hãng này thì không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Đó. Rồi thì bây giờ em sẽ test nổ cây máy này cho các bác nghe qua các bác nhé. Em đã dọn nổ ngon lành rồi nhá. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Rồi, rồi thì bây giờ thì em sẽ qua con B2 các bác nhá. Một con cũng Echo Kill Rit. Con này được tích hợp chụp giật trợ lực này các bác. Đó, giá của này cũng 1.600.000. Đó, chụp giật trợ lực thì giật cực kỳ nhẹ nhàng. Các bác kéo nhẹ là cái nó đã nổ rồi. Đó. Đấy. Máy nổ cực kỳ êm luôn các bác nhá. Cực kỳ êm ru luôn. Máy móc thì còn hoàn chỉnh luôn các bác nhá. Nòng bạc thì còn cứng nguyên. Đó. Rồi em sẽ qua con A3 là một con TL23 các bác nhá. Đây, mô đen của nó đây các bác. Đó. Đây cho các bác nhìn qua nhá. Đó, TL23 này. Con này thì máy móc thì con này thì nó cũng giống y như dòng Mitsubishi thôi. Y hệt không khác gì cả. Mitsubishi TL23 giống y hệt nhau các bác nhá. Đó, máy móc nổ thì còn ngon lành luôn các bác. Đó, máy móc tình trạng thì còn đẹp các bác nhá. Con này nổ thì cũng rất là dễ nổ. Hiện tại thì con này thì em bán giá là 2 triệu đồng các bác nhá. B2 giá 2 triệu đồng. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện. Dạ rồi thì bây giờ thì em sẽ qua con B4 các bác nhá. Đó, một con này thì dòng Zinmat Nhật nội địa luôn các bác nhá. Toàn là chữ Nhật cả thôi. Đó, các bác nhìn này. Từ cần kiếp của nó đều là chữ Nhật cả rồi các bác nhá. Đó, con này thì xài chụp giật trợ lực luôn. Đó, chế 2 kim. Cực kỳ dễ nổ luôn, chế đảm bảo rin các bác luôn nhá. Đó. Giờ thời tiết thì nó cũng đang dần mưa to lên rồi thì em sẽ review nhanh các bác nhá. Đó. Phục vụ nhiệt tình hết các bác nhất có thể.
móc thì cực kỳ nghe sướng luôn nhá. Con này nổ cực kỳ bốc này các bác. Con này thì nòng 34 ly các bác nhá. Đó. Rồi và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì em lên cho các bác một con Ryobi các bác nhá. Con máy cắt cỏ Ryobi nòng 34 ly công suất 26cc. Máy này thì xài chế của nó y như chế máy cưa các bác nhá. Nó có cả chỉnh xăng chỉnh gió luôn. Con này nổ thì siêu bền luôn các bác. Đó. Máy móc tình trạng thì còn đẹp các bác nhá. Giá 1.700.000. Rồi các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929, hoặc là có thể kết bạn và nhắn tin qua Zalo cho em cũng xài Zalo số đó luôn, rồi em chào các bác nhé.